Rồi bây giờ sẽ là những cái cây ở dãy trong cùng. Dãy trong cùng này xem mà. Mở màn là một tác phẩm Si các bạn ạ. Tác phẩm Si này là của anh Vũ Trọng Khoái, Hải Dương. Đấy. Tác phẩm Si của anh Khoái, Hải Dương. Đây lại là một tác phẩm xanh. Rồi, tác phẩm xanh khá là đẹp. Đây cũng là một tác phẩm xanh. Ok. Cây xanh này cũng phải nói là quá là quái, khá là cổ. Các bạn nhìn cái gốc của nó này, khá là to đúng không? Rất tiếc là không có nghệ nhân dân chơi cây nào ở đây nên là tôi không biết cụ thể giá của cây đó là bao nhiêu. Đây cũng là một tác phẩm xanh. Những cây trong cùng này phải nói là có những cái mà kiểu dáng quái hơn cả những cái cây ngoài cùng kia. Cực quái luôn. Một tác phẩm xanh. Tôi thấy bên trong này còn có cây này. Cây này mới hay này. Đây, các bạn nhìn thấy xanh chưa? Một tác phẩm xanh khá là đẹp. Nó được đặt tận trong cùng. Cây này cũng khá là lâu rồi. Đây là một tác phẩm lộc vừng. Lộc vừng đang nảy lộc. Lá rất là non, mỡ. Để xem tác phẩm này của tác giả nào nè. Lộc vừng, đây là của nhà vườn Ngọc Linh, Khoái Châu, Hưng Yên các bạn ạ. Đang ra lộc, khá là đẹp. Đây cũng là một tác phẩm xanh. Tác phẩm xanh này cũng khá là mỹ mãn. Các bạn nhìn cái gốc của nó này. Đấy. Rất là đẹp đúng không? Đây. Một tác phẩm xanh này cũng bị quái này. Quá là quái. Mình thấy tác phẩm này đẹp. Đây, các bạn vào xem mấy bác này đang ngắm cây này. Cây này bao tiền hả chú? Tỷ 2 cây này á? Đây là vẫn của Trung. Ra lộc đấy. Cây này gần bằng cây Si ngoài kia, à cây xanh ngoài kia. Cây này của anh Phạm Tuấn Trung, Gia Lộc, Hải Dương. Xanh ngũ lão. Cây này chú dự đoán khoảng bao năm rồi? Còn này thì tính năm mình không biết được đâu. Nó tầm khoảng 7-80 năm rồi. Ồ, cũng là khá lâu ấy nhỉ? Hoặc chết như thế chứ không thể dễ được. Xanh ngũ lão khá nhiều tiền đấy, chỉ có các bác chơi cây mới biết được giá của từng cây, chứng ngỏ rất là nhiều tiền. Tỷ 2 đấy anh, tỷ 2 đấy, xanh ngũ lão đấy. Còn chưa bán đấy. Mà nhiều cây để tiền phải nói là không biết bao tiền cho vừa. Nhiều cây cho để tiền đây khép kín.
hầu như là đều được ra giá hết rồi. Mình phấn đấu làm ở nhà được là 5 năm nữa mang đi. Đây là tác phẩm khế. Một cây khế. Của anh Lê Phương Trung, Trương Mỹ, Hà Nội. Cây khế này cũng khá lâu rồi. Đấy các bạn thấy chưa? Đây là một tác phẩm xanh nữa. Rồi, các bạn nhìn cái gốc cây này mới quái nhá. Đây. Quái chưa? Đấy, như vậy là tôi đã đi đến cuối của dãy trong cùng rồi. Đây nhá. Đây là những cái cây cuối cùng. Đúng là dãy trong này toàn những cây quái và khá là nhiều tiền. Có đi mới biết được là giá trị của nó thế nào. Đây là của anh Dương Văn Mười, Thường Tín, Hà Nội. Chưa? Tác phẩm là Thành Đồng Tổ Quốc. Đẹp. Đây, hai tác phẩm này cũng đẹp. Này cũng khá lâu rồi đấy nhỉ. Tác phẩm là Phù Đồng Thiên Vương của anh Quang Đảm. Quá là quái thú. Còn đây là tác phẩm Hồn Quê Đất Việt của nhà vườn Hòa, Văn Giang, Hưng Yên. Vậy là dãy trong này nhiều cây quái thật. Đây cũng là một tác phẩm xanh. Cái gì đây? À không, mình xin lỗi. Đây là hoa giấy. Trời ơi, một cây hoa giấy của anh Nguyễn Văn Hùng, Văn Giang, Hưng Yên. Khá là lâu. Đẹp. Rồi, đấy. Đấy là toàn bộ những cái cây bonsai ở dãy trong cùng. Thì hầu như là những cái cây trong dãy trong cùng này là khá nhiều tiền. Toàn tiền tỷ. Thứ hai nữa là rất là quái thú. Rất nhiều các cái hình dáng. Yeah, từ cây khế này, cây gọi là cây này rất là đẹp. Đẹp tuyệt vời. Nhìn đi nhìn lại mãi không thấy chán. Rồi, chúng ta sang nốt cây bên này nữa. Thì tôi sẽ kết thúc cái video của dãy trong cùng này.
rất nhiều người dân chơi cây là muốn ngắm những cái cây ở trong cùng này. Rồi các bạn có đến triển lãm thì vào dãy trong cùng đầu tiên nhá, nhiều cây, nhiều, rất nhiều tiền, đẹp nữa. Đây tôi thấy, nhìn thấy một cái cây lộc vừng ở góc xa kia. Đi về cái cây này cho các bạn thấy. Ở đây là họ vừa mới mở nhạc nên hơi ồn. Đây nhá, tác phẩm lộc vừng này, rất là đẹp luôn. Đây, các bạn thấy chưa? Rất là đẹp. Này. Rất là rêu phong. Các bạn nhìn thấy rêu phong nha. Đấy, gốc của nó này. Ở bên dưới này. Đấy. Thân cây này. Rồng. Nó là khá là lâu năm rồi. Tác giả tạo cho cái thế và những cái gọi là dáng tạo hình tuyệt vời. Đúng là chỉ có những con người nghệ sĩ tài ba họ mới làm được những cái tác phẩm như này. Lộc rất là nhiều. Nhà nào mà sở hữu được cái cây này thì chắc là lộc đầy nhà, tiền vào như nước luôn. Đúng chưa? Đẹp, khá là đẹp. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đi xuống cái dãy dưới cùng. Dãy dưới cùng. Để các bạn sẽ đón xem ở cái clip thứ 3. Mình sẽ đi xuống dãy cuối cùng để cho các bạn thấy các cái cây ở dãy cuối cùng nó như thế nào nhé.